Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 18 tháng 7 2022. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Học đến tập 30. Hai ngày nay chúng ta tổ chức lễ Vu Lan. Quý Phật tử mà về chùa rất là đông. Rõ ràng là cái pháp môn tịnh độ này là đúng mùa quý vị. Đúng mùa. Nên cái chương trình chùa mình tổ chức quý vị để ý đấy, vô cùng đơn giản. Hình như nó không có một cái hình thức gì hết, không hát ca gì hết, toàn là niệm Phật rồi tụng kinh Vu Lan, những đức chia sẻ Phật pháp. Nhưng quý vị thấy rằng là mỗi một chương trình đều người ta về rất là đông. Chùa rộng như vậy mà chánh điện lớn như vậy mà không có chỗ ngồi, chặt đến mức mà chen sát hết. Mà rõ ràng là niệm Phật và khám pháp môn tịnh độ này nói người ta nghe quý vị. Thì mình để ý từ chỗ này thì mình thấy đúng là cái pháp môn tịnh độ này đúng mùa. Nhưng mà càng đơn giản thì càng phù hợp với pháp môn tịnh độ. Và người tu pháp môn tịnh độ này càng hoan hỷ, càng vui vẻ thì vô cùng phù hợp. Nên hôm qua những đức có nói một câu rằng nếu như người học Phật mà càng khổ là không đúng rồi. Có nghĩa là nghe được Phật pháp mà còn khổ là không đúng. Hoặc là quý vị học Phật nhiều năm và quý vị còn khổ vô cùng luôn là không đúng. Vì Phật pháp nó cho mình an vui tự tại hiện đời luôn là nhắn, và cái thành quả của mình về cực lạc là phù hợp. Nhân vui quả vui, quý vị phải nhớ. Nên đại chúng trong chùa vô cùng hoan hỷ, vô cùng vui khi mình làm việc lợi ích cho chúng sanh. Từ quý thầy, quý cụ, quý chú, quý cô, ai cũng là người vô cùng hoan hỷ vui vẻ khi những ngày lễ mà chúng sanh người ta về chùa người ta tu. Mình ngày xưa mình không nghe được Phật pháp mình khổ, nhờ mình nghe được Phật pháp mình có niềm vui. Bây giờ mình muốn đem Phật pháp giới thiệu cho người ta, để cho người ta được nghe, để cho người ta tu. Nên những đức rất là động viên những người trưởng đoàn họ dẫn dắt người ta đi đến chùa tu. Cái chỗ lợi ích này cực kỳ lớn. Họ có nhân viên làm được những việc này đặc biệt. Phần nhiều người ta đi đến chùa mình, những đức nói chuyện phần nhiều ai cũng rất là vui. Một lần là người ta có ấn tượng,
ô đi về chùa vui như vậy, an lạc như vậy. Một là họ nghe pháp thông tâm, hai là họ có tu hành. Chứ nếu như mà mình không chia sẻ Phật pháp, nó những cái chương trình hình thức này kia thôi, thì họ trở về nhà họ thì họ không giải quyết được vấn đề, quý vị. Không giải quyết được vấn đề. Giống như bây giờ người ta đói, mình cho người ta miếng ăn, nhưng mà mình không chỉ người ta cách để kiếm ăn, vậy thì của đâu mà cho hoài. Nên người ta đi về chùa, mình đem một phương pháp tu để mình chỉ dẫn, rồi tặng tượng Phật cho người ta để mà người ta về nhà người ta thờ Phật ở gia đình. Người nào người ta chịu nghe thì người ta lập thờ khóa tu gia đình thì người ta tu được. Đây mới là cái việc giải quyết vấn đề tận gốc. Nếu như mình chỉ có đi về chùa được mới tu, còn ở nhà mình không tu, như vậy thì khi mình gặp những sự cố trong cuộc đời mình, vậy thì mình có khi trở thành kịp. Nên những đức muốn hướng dẫn cho tất cả hàng Phật tử là tại gia đình mình có thể áp dụng thời khóa tu, hai thời sáng tối được ổn định, và đi đứng nằm ngồi mình cũng có thể niệm Phật. Như buổi chia sẻ nào, những đức cũng đeo cái máy niệm Phật nhỏ này, và những đức khuyên hàng Phật tử là đi đâu cũng đeo cái máy niệm Phật, và cả người trong chùa những đức cũng khuyên là làm việc gì cũng đeo cái máy niệm Phật, bật cái điều niệm Phật bên cạnh của mình, và thêm cái máy bấm số để hỗ trợ. Quý vị biết rằng là tất cả những việc gì những đức làm đều thành công là toàn là ngay chỗ niệm Phật. Như quý vị thấy rằng, như hôm dưới Quan Âm buổi chiều trải mũ trải niệm ra xong, mưa, như hôm qua cũng mưa gió vô cùng, còn có nửa tiếng đồng hồ nữa vẫn còn mưa. Như vậy mà trạng thái của tâm mình nó rất là ổn định, trong khi ào 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 người ta như vậy. Một số người đến mà quý vị biết chặt quá mà họ không có chỗ đứng mà ướt mình, họ lên xe họ đi về, họ thấy mưa kiểu này còn có nửa tiếng nữa mà mưa như vậy, làm sao tổ chức bên ngoài được. Rồi bên trong thì không có chỗ ngồi, hai chánh điện rồi nhà ăn không có chỗ ngồi, không có chỗ đứng. Họ lên xe, một số người rất đông, họ đi về bớt. Nhưng mà cái trạng thái của tâm mình thì rất bình thường. Mình tin rằng cái việc gì cũng có Phật Bồ Tát sắp xếp. Mình niệm Phật mà. Thì vì biết rằng là còn nửa tiếng đồng hồ nó mấy anh em lên báo, nhưng Đức nói thì cứ quét sạch sẽ, chạy mũ bình thường. Thì đúng 6 giờ 10 như Đức đi xuống thì cái hội chúng vẫn đầy đặn bình thường hết. Màu tối là sắp dày kín hết luôn. Từ ở trong chánh điện trên dưới rồi ở ngoài sân đầy kín hết. Thì quý vị biết rằng là cũng vô chương trình bình thường. Rồi như Đức nói chuyện, nói chuyện xong rồi niệm Phật, niệm Phật xong tụng kinh Du Lan, tụng kinh Du Lan xong rồi mình lễ Phật, lễ Phật xong phóng sanh, rồi viên mãn chương trình. Thì thấy rõ ràng là cái việc mà bình tĩnh cực kỳ quan trọng để giải quyết vấn đề, có được mục tiêu, đã có được mục tiêu rồi mà bình tĩnh thì việc gì mình làm cũng thành công. Nên hôm qua những đức chia sẻ Phật pháp có đúc kết 16 chữ của tất cả những người tu tịnh độ chúng ta cực kỳ quan trọng để thành tựu đời này, quý vị nghe này. Nhắm được mục tiêu, chọn một pháp tu, hành trì cả đời nhất định thành tựu. Nhắm được mục tiêu là do gì? Mình đã thấy rõ ràng là có người thành công. Như những đức đi tu là vô trong ngôi chùa thấy rõ ràng vị thầy này tu 20 mấy năm, nhưng mà từ khi gặp tịnh độ mới có được chút thành công. Những đức đã nhắm được mục tiêu rồi, và cả phương pháp tu những đức cũng thấy phương pháp này được rồi. Nhắm được mục tiêu, đã nhắm được mục tiêu rồi thì
chọn một pháp tu liền, hành trì cả đời nhất định thành tựu. Dù tâm tính con người mình còn những cái điều sai, nhưng mà cứ chân thật nhắm được mục tiêu là pháp môn tịnh độ này, rồi hành trì cả đời đi đứng nằm ngồi siêng niệm Phật đi, đời này tu nhất định có thành tựu. Nên quý vị coi như hàng Phật tử dày đông như vậy, có những người này nói này nói kia, nhưng mà những đức luôn luôn giữ được mục tiêu của chính mình. Nên chùa của mình cái quan trọng vô cùng đó là từ phương pháp tu, từ người hướng dẫn, nó là một người, một người, nên nó mới thành tựu cực kỳ thù thắng như vậy. Một người, vì nhớ nha, cái thành tựu chúng ta là một người, một pháp tu, chứ nó không phải là tràn lan đại hải, người nói này, người nói kia, người nói nọ. Như quý vị coi bốn điểm chùa của chúng ta, không có một điểm chùa nào mà người ta đi vô chùa mà nghe pháp này, pháp kia, pháp nọ. Chỉ có một là hòa thượng nói chuyện, hai là nhận đức. Chỉ có điều niệm Phật hòa thượng hoặc là điều niệm Phật nhận đức. Nên người ta đi về chùa người ta có được mục tiêu rõ ràng luôn. Còn nếu như mình không nhận thức sâu sắc thì mình thấy cái gì hay mình cũng đem ra hết, cái gì hay mình cũng đưa ra hết. Như vậy thì người ta thành tạp hay. Tạp hay thì không có phương hướng. Và khi không có phương hướng rồi thì dù có hay cũng không thành công. Nên 16 chữ chúng ta đúc kết là nhắm được mục tiêu, chọn một pháp tu, hành trì cả đời nhất định thành tựu. Nhớ, hành trì cả đời. Câu vật hiệu này hành trì cả đời, quý vị thấy rõ ràng không? Những đức làm cái gì, nói cái gì? Chỉ có một câu vật hiệu thôi mà giải quyết tất cả vấn đề trong cuộc đời. Không, việc gì đến với mình cũng có thể bình tĩnh được. Cái bình tĩnh là cái quan trọng để giải quyết vấn đề. Và cái thành công là từ bình tĩnh mà ra, quý vị. Cái bình tĩnh nó còn gọi là tu định. Người tu định là bình tĩnh. Mà cái chữ định trong tịnh độ là ngay câu A Di Đà Phật. Mình đã niệm Phật rồi, tất cả việc gì mình làm cũng là niệm Phật. Mình cứ yên tâm, như thế nào cũng Phật Bồ Tát sắp xếp. Mình cứ chân thật làm đúng cương vị của mình, nhiệt tình hết lòng là được. Gây dựng lòng tin này thì quý vị biết rằng con người mình càng ngày càng đặc biệt bình tĩnh. Con người mà khi gặp chuyện mà háo hức rồi mình không được ổn định cái tâm, mất đi chính mình, đây là thất bại. Khi quý vị lăn xăng như con gà mất đẻ thì quý vị coi, cầm món đồ trên tay mà hỏi món đồ đó ở đâu, cái trạng thái của nội tâm nó bị ảnh hưởng, quý vị, nó bị ảnh hưởng. Nên mỗi một con người chúng ta sống trong cuộc đời này, mình biết tu rồi, mình tin sâu nhân quả, cái việc gì đến với mình, con người mình cũng hết sức bình tĩnh. Bây giờ thí dụ như giờ mình có một đứa con, một mà nó bệnh đau, nó gần chết, chúng ta cũng phải bình tĩnh để giải quyết vấn đề chứ. Còn nếu như lỡ nó chết đi, con người chúng ta sống thì cũng phải sống. Chúng ta phải sống làm sao nhận thức được cái vô thường, để mà mình còn biết tu hành để hướng đến giải thoát. Không lẽ người thân con nhà mình chết, mình chán nản, buồn khổ, không sống nữa hả quý vị? Không lẽ gì? Hoặc là hai vợ chồng còn trẻ, chồng hay vợ chết đi, không lẽ chúng ta không sống nữa sao? Chúng ta là người nghe đạo phải nhìn được cái vô thường đó, để rồi có người mình cố gắng mà tu hành. Vì biết rằng cuộc đời có người sinh ly tử biệt bất chợt lắm. Khi sống được ở bên nhau, chân thật nhiệt tình đúng đắn để tồn tại, được sống bên nhau tốt đẹp và cùng tu hành hướng đến chỗ giải thoát. Khi mình sống với nhau mà mình không đúng đắn, không nhiệt tình, thì thật sự mà nói, con người mình vẫn là bất an, quý vị. Con người mình nhiệt tình đúng đắn thì nó an à. Mình làm việc gì hết mình, hết lòng hết dạ. Nên những đức thường khuyên đại chúng trong chùa mình, mình cứ nhiệt tình đối với ngôi Tam Bảo đi. Mình đã gặp Phật Pháp rồi, đây là cơ duyên đặc biệt mà đời mình có thân người mà gặp được Phật Pháp. Nếu như chúng ta có thân người này mà chúng ta không gặp được Phật Pháp, thì con người mình mới bị nghĩ chúng ta sống những ngày tháng phải vô nghĩa không? Tại vì sao nói là vô nghĩa?
Vì mỗi ngày chúng ta đều là danh lợi. Cả đời con người đều đặt về vấn đề danh lợi. Không có một pháp tu giải thoát khi thọ mạng đến, con người mình chơi giới. Phải là vô nghĩa không? Nó rõ ràng là vô nghĩa. Nên vì sao ngày nào những đứa cũng chia sẻ Phật Pháp, dù người ta nghe đông hay nghe nghe ít người gì, cứ gây dựng để bản thân mình có một phương hướng rõ ràng. Nó không có bị chao đảo chứ cảnh duyên. Những đứa nói với hàng Phật tử chứ, mình mà ngày nào mình cũng nghe Pháp, ngày nào mình cũng gây dựng gì, thì cái chuyện tu hành quý vị làm sao giải đãi? Cái việc tu hành của mình làm sao bỏ cuộc? Nhưng do mình không siêng năng. Những đức chia sẻ Phật Pháp mà những đức còn siêng năng mà. Ngày nào những đức cũng nhấn mạnh ngay cái chỗ tu tịnh độ, gây dựng tính nguyện. Nên 16 chữ bị nghe rõ ràng, nhắm được mục tiêu chọn một pháp tu, hành trì cả đời nhất định thành tựu. Mà pháp tu mà thành tựu mà Đức Phật chỉ điểm mình là pháp môn tịnh độ. Nhớ, pháp môn tịnh độ là cái pháp mà Đức Phật đã chỉ điểm mình đời này thành tựu. Hãy nhắm được mục tiêu để mà tu tới cùng luôn. Nên buổi sáng nào bây giờ chúng ta cũng một câu ai Phật niệm đến cùng. Ngày nay quý vị biết rằng những đứa còn phải thức sớm một chút để mà chia sẻ cái bài một câu ai Phật niệm đến cùng này nè. Rồi xong những đứa phải xuống chánh điện để hướng dẫn Phật tử tu với họ, xong rồi nói chuyện với họ một chút nữa. Thường là chương trình lễ xong những đứa đều là như vậy. Người ta về chùa mình nhiệt tình hết mình, mình cùng tu chung với người ta, đó là hết lòng hết dạ. Còn gì nữa quý vị, suốt 2 ngày 3 ngày những đức đều là nhiệt tình với họ. Dù có khi thân thể con người cũng có bệnh đau, nhưng mà vẫn nhiệt tình hết mình, hết lòng hết dạ mà cùng tu chung với người ta. Con người đến với con người phải có tâm nhiệt tình như vậy, người ta vẫn hiểu mình quý vị à. Người ta thấy mình nhiệt tình, người ta vẫn là biết ông thầy này đúng là quá nhiệt tình. Hàng Phật tử chùa này quá nhiệt tình, đại chúng chùa này quá nhiệt tình, người nào cũng hoan hỷ vui vẻ. Ông thầy này hướng dẫn cả chùa ai cũng làm theo, thiệt là hay. Đó là cái sức mà cùng cộng tác độ sanh. Hay là qua bên đạo tràng bên kia cũng vậy, các anh em đều là những con người chuyên tu. Trong chùa không có làm việc gì lạ hết, đều là chuyên niệm Phật. Một người chia sẻ Phật Pháp, hướng dẫn người, mình cũng nói cùng một phương hướng. Vậy thì người ta ai mà không quý trọng ngôi Tam Bảo ở đây, và thêm nữa ngôi Tam Bảo sẽ hưng thịnh. Vì người ta về chùa người ta thấy ô rõ ràng ông thầy này hướng dẫn tu có lợi ích rõ ràng. Nên vị trí chùa nào cũng làm Iran như vậy, đều là tất cả quý thầy, quý cụ, quý chú, quý cô, ai cũng là người, không có nhận tiền bạc gì của ai cho, hoặc quà cáp gì ai đưa cũng không nhận, đều là quy về ban tổ chức hết. Người ta đều vô cùng kính trọng chùa mình, nên chùa mình mới thịnh vượng, cuộc sống chùa mới ổn định. Vì đoàn thể đoàn kết, đồng lòng đồng chí nên mới thành công gì. Nên chúng ta muốn cùng đem Phật Pháp giới thiệu để lợi ích cho chúng sanh là phải cùng một hướng, phải đoàn kết. Mà những đức nhìn thấy chùa mình công nhận đoàn kết, lễ lọc đồ mấy anh em là nhiệt tình hết lòng mỗi một cương vị. Rồi mỗi cô, mỗi cụ, mỗi thầy ai cũng chung tay, chúng ta cùng tu phước tu duyên quý vị. Gặp được duyên thù thắng như vậy, đi tu mà gặp được một người nhiệt tình hết lòng với mình như vậy, chúng ta cứ cố gắng hết mình để mà phục vụ chúng sanh, phục vụ Tam Bảo. Việc này ý nghĩa lắm quý vị à, rất là ý nghĩa. Nên mỗi một người chúng ta phải trân quý cái nhân duyên mà gặp Phật Pháp, mà được cái nhân duyên mà gặp ngay tịnh độ, mà ngày nào cũng được hướng dẫn về tịnh độ, ngày nào cũng động viên mình để mình tinh tấn siêng năng niệm Phật tu hành. Đây là cơ duyên hy hữu khó gặp. Thí dụ như bây giờ quý vị có nghe Pháp nhưng mà mở rộng quá thì làm sao nhắm mục tiêu mình niệm Phật. Còn bây giờ chúng ta sáng nào cũng một câu ai Phật niệm đến cùng, buổi chiều là quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quá. Đây là cái cách mà gây dựng tính nguyện tính tâm cho mình để mà mình tu tịnh độ mà không bỏ cuộc. Hay vô cùng quý vị coi, như ngày lễ bị gì chùa, bị thấy rõ ràng không? Những đức chỉ dùng đúng một câu Phật hiệu để làm gốc, để đem một câu Phật hiệu này để chia sẻ Phật Pháp cho người ta, mỗi cương vị hết luôn. Vậy mà ai cũng vô cùng hoan hỷ vì coi, mỗi một buổi chia sẻ Phật Pháp, ai ngồi nghe cũng vô cùng hoan hỷ. Đúng là danh hiệu A Di Đà Phật là danh hiệu hoan hỷ quang.
Người mà đã chân thật niệm Phật rồi thì vô cùng quan hỷ. Mà đã là quan hỷ vui vẻ rồi thì nói chuyện ra quan hỷ vui vẻ. Còn một con người mà nội tâm nặng nề, quý vị bỏ ra toàn là nặng nề không. Nên cái việc mà đem Phật Pháp chia sẻ, một con người vui vẻ, nhìn thấu buông xuống thì đúng là chúng sanh người ta hội tụ về. Nói rất đơn giản mà phần nhiều ai cũng thích. Cái việc này cực kỳ quan trọng quý vị à. Nên tất cả những buổi chia sẻ này dù cho có nửa tiếng, nhưng mà quý vị nếu muốn tu tịnh độ cả đời thì không nên bỏ. Cả đời như nó cũng muốn tu tịnh độ, nhưng tuyệt đối không bao giờ cái kiểu mà giải đãi cái thời khóa chia sẻ một câu ai Phật niệm đến cùng, không bao giờ. Vì nếu như mình bỏ một ngày, mình sẽ bỏ một ngày nữa. Nên tuyệt đối không bao giờ gián đoạn. Từ khi bệnh đau nằm một chỗ thì chịu thua, cũng phải đem bài cũ bỏ lên để cho người ta tiếp tục nghe lại. Còn mình làm được là nhiệt tình gây dựng. Chỗ này là chỗ cực kỳ quan trọng. Nên tất cả các anh em mà chia sẻ với môn tịnh độ, nhớ mình mới mẻ gây dựng, dù là 10 người 20 người, nhưng mà tuyệt đối không bao giờ mình bỏ cuộc. Đã làm một cái việc gì thì giống như cái câu này, nhắm được mục tiêu, chọn một pháp tu hành trì cả đời, nhất định thành tựu. Nhớ nghe mấy anh em. Nên mình mà tu tịnh độ rồi, bây giờ mình nghe ai nói một hai câu gì là mình dao động tâm, vậy là thua rồi. Tính tâm dao động thì không được giảng sanh. Tổ sư đã nói rằng con người phải gây dựng được tính nguyện, tính tâm cực kỳ cao thì mới thành tựu được con đời tu này. Bây giờ mình tu tịnh độ mà nghe ai nói gì mấy câu là mình dao động tâm liền. Mình cần gây dựng tính nguyện, tính tâm để chi? Để cả đời mình niệm Phật mới thành tựu được quý vị. Một câu ai là Phật này giải quyết tất cả vấn đề trong cuộc đời nè. Hãy nhớ. Quý vị coi lễ trong chùa mình thấy không? Chương trình lễ nào cũng tổ chức là một mô hình luôn. Người ta dẫn về ao ao mà tu dẫn là lợi ích, kết quả vô cùng, ai cũng an lạc cả. Bây giờ quý vị bình tĩnh đi, những người chuyên tu quý vị suy nghĩ. Bây giờ quý vị về chùa nó có công có quả, nó cũng phải nghe Pháp, cũng phải tu. Người ta đi về chùa mục tiêu là mình phải nói chuyện Phật Pháp cho người ta nghe, để người ta cởi mở tâm tư, để người ta nhìn nhận cái chuyện tu hành. Còn nếu như toàn bộ là hình thức không, vậy thì bây giờ họ đem cái hình thức này họ về nhà giải quyết được quý vị. Như ca nhạc, hát ca thì quý vị coi, ở ngoài đời người ta nghe đến nỗi nhàm lỗ tai, người ta muốn nghe người ta bật lên người ta nghe. Bây giờ đi vô chùa cũng tiếp tục là như vậy. Cái đặc biệt đi vô chùa là quý vị phải thuyết pháp cho người ta nghe, rồi quý vị phải hướng dẫn người ta tu. Đây mới là cái chỗ thu hút nè. Tại sao chùa mình đông người như vậy, trong khi một vị tăng hoàn như những đức mà ta về ao ao là vì sao? Vì rõ ràng người ta nói rằng đúng là tôi đi về chùa là tôi đang cần có người chia sẻ Phật Pháp cho tôi nghe, có người nói những chuyện này chuyện kia xã hội cho tôi, để mà tôi nghe, để mà tôi chỉnh sửa những cái điều tôi sai. Đây là cái điều tôi cần, rồi hướng dẫn cho tôi tu. Như vậy thì tôi thấy rằng đi về chùa là đúng mục tiêu rồi. Như vậy nên người ta về ào ào, cả cái chuyện cầu an cầu siêu ghi giấy chùa mình còn không làm. Là vì những đức hiểu rằng hướng dẫn cho người ta an, hướng dẫn người ta giải thoát là siêu. Cái tâm của người làm con chân thật nhiệt tình thì là cầu an cầu siêu cho ông bà cha mẹ. Rồi chỉ người ta ăn chay phóng sanh, dù một con ruồi con muỗi con kiến cũng không giết vì coi. Nên người ta cần là cần như vậy, nên tại sao người ta về ào ào? Quý vị coi, chương trình rất đơn giản mà tại vì ao 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 giúp cho người ta hai ngày vui vẻ, cuộc sống nhân sinh. Người ta về chùa mình như trở về gia đình, vô chánh điện thì nghiêm túc nghe pháp tu hành, bước ra ngoài chị em ngồi bên nhau có khi vô cùng vui vẻ, kết thâm giao bằng hữu. Quý vị coi, nên về chùa mình con nít thì được kết bạn với con nít, người lớn được kết bạn người lớn, người già được kết bạn người già. Ai cũng cảm thấy gặp nhau là chào nhau ai với đạo Phật. Quý vị thấy hạnh phúc không? Nó quá tuyệt vời. Nhân duyên thù thắng như vậy là điều từ phát xuất ngay gây dựng tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đại chúng trong chùa mỗi người nên nhìn nhận, từ khi quý vị không muốn tu, chứ nếu thật sự muốn tu nhìn nhận pháp tu này đúng là đại thù thắng. Và hàng Phật tử khắp nơi nơi nhìn nhận ngay ông thầy này. Ông là bản lãnh gì? Bản lãnh của ông là tin có Phật hiệu và niệm có Phật hiệu. Bản lãnh của ổng là ngay câu Phật hiệu. Những đức đó quý vị có học thức nhiều cỡ nào đi chăng nữa,
lý luận giỏi cỡ nào đi chăng nữa, đó chỉ là cái bên ngoài. Cái quan trọng vô cùng là chọn được một pháp tu. Mà pháp tu này quý vị phải nghe lời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni dạy, đó là niệm Phật thành tựu. Đức Thích Ca Mâu Ni ngài đã dạy rồi, thời Mộc Pháp nhiều người tu, không có người đắc đạo. Là những người tu ngoài tịnh độ, không có một người nào thành công con đường giải thoát đắc đạo hết. Duy chỉ có những người nghe tịnh độ mà gầy dựng tín nguyện tín tâm, niệm Phật cả đời thì người này mới thành công trên con đường giải thoát. Nhớ nghe quý vị, cái này là cái cực kỳ quan trọng mà Đức Thích Ca Mâu Ni ngài chỉ mình. Chúng ta nên dùng cái trí của Đức Thích Ca Mâu Ni để mà tu chứ. Mình là phàm phu làm sao tin cái trí của mình. Nên mình phải dựa vào cái trí của Phật, của Tổ để mình tu. Vậy thì gầy dựng tín nguyện tín tâm cực kỳ cao. Nên hàng Phật tử mà ngày nào cũng nghe những Đức nói chuyện thì quý vị sẽ không bao giờ bỏ tịnh độ. Không bao giờ bỏ tịnh độ. Mỗi một người thành tựu đều có sự thể hiện khác nhau. Chúng ta hãy chân thật làm cái chuyện của mình đi. Không có nghe ai nói cái gì mà dao động tâm, cứ kiên nhẫn niệm Phật cho tới cùng thì thành công. Từ gương mặt tươi vui, miệng nở nụ cười, gặp người biết chào một câu ai với đạo Phật là đại phước báo đại nhân duyên. Sống cuộc đời cũng vô cùng an lạc tự tại. Vì thì quá tuyệt vời rồi. Nên sáng nào cũng chia sẻ nửa tiếng đồng hồ như vậy, giúp cho mình hưng khởi tâm, giúp cho hàng Phật tử tinh tấn tu. Vậy thì quá tuyệt vời rồi. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho đại chúng trong chùa mình hay hàng Phật tử khắp nơi nơi nghe được tịnh độ, mỗi ngày gầy dựng tín tâm tín nguyện kiên cố, sống lúc nào cũng vui vẻ an lạc, không buồn giận ai để trong tâm, và tín nguyện niệm Phật gầy dựng cả đời. Dù gặp sự cố gì, nghịch duyên nghịch cảnh đến với mình, đều tin sâu nhân quả, vui vẻ mà trả, chân thật niệm Phật, để khi cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.